Chương trình truyền hình thực tế Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 4 của Đài truyền hình tỉnh Hồ Nam Trung Quốc chính thức lên sóng vào ngày 5 tháng 5 với sự tham gia của 33 nghệ sĩ nữ. Đáng chú ý, lần này Jipu lại đại diện Việt Nam đầu tiên tham gia show giải trí xứ tỷ dân. Phần thể hiện của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp cùng tranh tài. Hầu hết bày tỏ sự thích thú và dành nhiều lời khen ngợi cho giọng ca Anh ơi anh ở lại. Mang tung váy khi trình diễn bản hit Đóa hoa hồng của Jipu nhanh chóng gây bão. Người đẹp Uông Tiểu Mẫn nhận xét đây là màn biểu diễn dọa người, khiến khán giả cũng như cô ngạc nhiên không thể rời mắt. Ella Trần Gia Hoa bày tỏ sự ngưỡng mộ về khả năng tính toán, làm chủ sân khấu và biết cách biến bản thân thành tâm điểm của nữ nghệ sĩ Việt Nam. Ngoài ra, cô cũng được ca sĩ Hồng Kông Hứa Tĩnh Vận và biên đạo múa Kinh Vi khen ngợi có khả năng hát và vũ đạo tốt. Trên mạng xã hội Weibo, khán giả và nhiều blogger giải trí Trung Quốc cũng có nhận xét tích cực đối với Jipu. Cô được khen nhan sắc xinh đẹp, tiết mục trình diễn cuốn hút. Với tiết mục hát nhảy đơn của mình, Jipu giành được 359 điểm, xếp hạng 8 trên 33 người. Ở vòng sau, cô sẽ cùng Ella Trần Gia Hoa, Ngô Thiến, Trương Gia Nghê biểu diễn ca khúc Si Tình. Tuy nhiên, phần thể hiện của nữ ca sĩ sinh năm 1993 nhanh chóng nhận về những ý kiến trái chiều từ khán giả Việt. Cư dân mạng tiếp tục lắc đầu với giọng hát của cô nàng. Thậm chí có khán giả viết, từ chối nhận giọng hát này là ca sĩ Việt Nam. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng bất ngờ với cách hóa trang của Jipu tại chương trình. Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, tên tiếng Anh Sisters Who Make Waves, là chương trình truyền hình thực tế tuyển chọn nhóm nhạc nữ ngôi sao do Mango TV, đài truyền hình tỉnh Hồ Nam Trung Quốc sản xuất. Chương trình bởi các nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên 30 tuổi từ mọi lĩnh vực như ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ múa, người dẫn chương trình, cầu thủ, tham gia huấn luyện và trình diễn thi đấu, để cuối cùng chọn ra 7 nghệ sĩ tạo thành nhóm nhạc mới.